Thưa quý vị, tâm điểm tại vòng 14 V-League chính là màn đối đầu trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hà Nội. Chiến thắng gần nhất trên sân nhà của đội bóng xứ Nghệ trước đại diện thủ đô đã cách đây 7 năm, từ mùa giải 2015. Chính vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng có lý do để quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu tới, dù chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Buổi tập của Sông Lam Nghệ An trước cuộc tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội xuất hiện khoảng 50 cổ động viên đến theo dõi. Lúc này, người hâm mộ xứ Nghệ đang quan tâm sát sao tình hình của đội bóng bởi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đang có mặt ở top 3 và gặp đối thủ trực tiếp cạnh tranh cho ngôi vô địch. Chính vì vậy, áp lực dành cho đội bóng chủ sân Vinh là không thể tránh khỏi. Cách đây khoảng một tháng, Sông Lam Nghệ An đã thất bại đáng tiếc trong trận đấu nhiều tranh cãi với Hà Nội tại Hàng Đẫy. Thế nhưng vị thuyền trưởng sinh năm 1981 muốn các học trò tập trung hơn để cống hiến cho khán giả màn trình diễn tốt nhất. Tôi cũng hay chia sẻ với các vận động viên của tôi là sau trận đấu rồi, tất cái gì đã rõ ràng là rõ ràng rồi, cuộc chơi là vậy. Giống như kiểu lượt đi chúng tôi chưa làm được việc gì thì lượt về phải làm, và tôi nghĩ là thực tế là trận ngày mai và các trận kia các bạn phải làm gì. Còn trọng tài là một trong những cuộc chơi của các đội bóng, các cầu thủ đang chơi, đang vận động là rất là tốt, và câu trả lời là chiều ngày mai trên sân. Và tôi nghĩ trận ngày mai là một trận đá với đội Hà Nội, thì lúc nào cũng thế, Sông Lam đá với Hà Nội thì tôi nghĩ là không bản thân tôi mà các cầu thủ đã có tinh thần tốt. Lúc này, ngoài thủ môn Văn Hoàng ngồi ngoài vì bị treo giò, Sông Lam Nghệ An đang có hai trường hợp chấn thương và phải tập riêng, đó là bộ đôi hậu vệ Thái Bá Sang và Nguyễn Văn Đức. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng hàng phòng ngự của đội bóng. Theo thông tin của OnFootball, chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Huy Hoàng đã cho các học trò tập chiến thuật phối hợp mới, những tình huống tấn công trực diện nhiều khả năng sẽ được thực hiện, và mục tiêu ít nhất có điểm trước đối thủ là điều các cầu thủ xứ Nghệ đặt ra. Đối mặt với câu lạc bộ Hà Nội sẽ là một trận đấu không dễ dàng với tôi cùng Sông Lam Nghệ An. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tận dụng hội trong từng thời điểm của trận đấu. Đối thủ sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam trong đội hình, Thành Trung, Duy Mạnh là những người mà tôi phải cố gắng vượt qua và ghi bàn trong trận đấu tới. Tôi hy vọng mình sẽ làm được.